Mụn ẩn, mụn viêm xử lý như nào cùng bác sĩ Hằng nhé. Với cái tình trạng da của bạn này thì bạn ấy đang có rất là nhiều mụn ẩn và đang có xu hướng chuyển thành mụn viêm. Và mình sẽ xử lý như sau. Đầu tiên là các sản phẩm làm sạch như là sản phẩm tẩy trang này, sữa rửa mặt này và sử dụng toner. Sau đó là bạn ấy sẽ sử dụng với hoạt chất BHA 2% với tác dụng tẩy tế bào chết 1 tuần 2 đến 3 lần. Ví dụ như là Obagi hoặc là Bolachoy này. Thứ ba là sử dụng các sản phẩm điều trị. Cụ thể ở đây là Differin với tác dụng làm bình thường hóa quá trình sừng hóa của da và điều trị mụn ẩn. Và sản phẩm thứ hai là Calenzit C sẽ chấm tại cái vùng mụn viêm để làm gom cồi và xe cồi mụn. Và lưu ý là hai sản phẩm này thì mình sẽ sử dụng vào buổi tối và không sử dụng chồng lên nhau nhé. Và cuối cùng là bạn ấy sẽ không thể quên được là bước dưỡng ẩm phục hồi da bằng các sản phẩm như là Cicabio của Bioderma hoặc là B5 của La Roche-Posay nhé. Có 3 cái điều lưu ý đối với bạn này. Đầu tiên là lấy mụn định kỳ 10 ngày một lần. Thứ hai là không sử dụng chung với các phương pháp xâm lấn khác. Và cuối cùng là kiên trì theo phác đồ của bác sĩ nhé.